Vâng cả lô xin mến chào toàn thể các bác nhé Và trong buổi tối hôm nay thì uh, như biết thì mới hôm nay là bên em đơn vị em là bận công việc uh, nó thật sự là bên đơn công ty của mình là có mấy bạn làm cùng là cưới và nhân viên cưới nên là nó rất là bận việc Mời theo người hàng về rất nhiều nhưng mà xem buổi livestream cách đây tầm hai hôm mà đến hôm nay em cũng chưa cất hết hàng nhé hôm nay các bạn làm cất được uh, phần của số hàng này thì báo cáo bác thì hôm trước mà em đã bật bí cho bác là em về một lô đẩy riêng cái mã này không đem về 80 chiếc các bác nhá. Mã nó ghi rõ ngồi rất ngoài là 80 trừ 80. 80 chiếc đẩy công suất lớn. Dòng phân khúc để đẩy công suất 4 kênh cho công suất cho ra mỗi kênh là 850W, 900W một kênh. Và đây phiên bản nâng cấp các nhá. Phiên bản nâng cấp BBK K12 Plus. Nó phiên bản nâng cấp của K12 thông thường, phiên bản nâng cấp của K10 Pro trước đó Hiếu Minh bán. Nó nâng cấp ở đây là đặc điểm gì? nó nâng cấp phần sò các bác nhá. Nó sử dụng lên đến tổng cộng là 80 sò các bác nhá. cùng đếm với mình, mình này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 trên 20 dưới là 40. 40 40, 40 80 sò cả bù áp các bác nhá. Đó là những gì mà Hiếu Minh muốn giới thiệu đến toàn thể anh em. Cái mã nó ghi có K12 này với phiên bản này sự và một nguồn dẹt đường kính là 23 24 cm nói chung cái dòng phân khúc này phân khúc 80 sò này trên thị trường em bán rất nhiều rồi và nói đến đẩy thì không phải tự hào nhưng nói thật sự là kênh em làm kênh bán rất nhiều đẩy làm kênh đơn vị bán lẻ đúng nhá rất nhiều đẩy vì mỗi một mã đẩy em nhập về rất là nhiều mở trên 30 mã đẩy khác nhau tất cả các hãng hầu như các hãng trên trường em bên nếu Minh đều có đây là phần hộp như các để ý một số kênh của họ cũng có đã, cũng có đã có mẫu này rồi Thì cái hộp nói chung là cùng nhà máy sản xuất thôi Nhưng cái điều mà mong muốn của Hiếu Minh Đó là cái lô hàng này Nó về đúng vào cái dịp gọi là 3 ngày tới là ngày lễ Ngày Tết Dương Lịch Đấy Lên là bên đơn vị em xin phép Là sẽ ra một cái chương trình tri ân cực kỳ đặc biệt Đối với những bác khách hàng nào đang có nhu cầu mua để, để công suất 4 kênh Ở phân khúc tầm trung mà chất lượng ok thì liên hệ nhanh đơn vị của mình nhé số lượng là em mới về 80 chiếc thì thực ra em đã bán cả bán buôn nữa rồi thì nó chỉ còn khoảng năm sáu chục chiếc thôi và số lượng này chắc nó sẽ không đủ để đáp ứng từ giờ đến tết được khẳng định các bác luôn như một kênh đây trên đẩy như em và em sẽ về một lô nữa trong từ giờ đến tết nhưng hôm nay thì em xin giảm giá đến 600.000 đồng trên một chiếc đẩy cho những bác nào trong 3 ngày lễ tết này như lúc em video hôm nay em thanh lý quay video đã em đã báo cáo rồi các bác mua những mặt hàng âm thanh với tất cả thiết bị dàn trên bên đơn, đơn vị hiếu minh tất cả thiết bị hay là những combo của dàn đều được ưu đãi trong 3 ngày dịp lễ tết này bác nhé trong 3 ngày đó là ngày 31 mùng 1 mùng 2 Đấy, báo cáo bác giảm giá toàn bộ thiết bị giảm, tất cả thiết bị từ 100 đến 200 000 đồng trên một thiết bị, có những thiết bị giảm từ 300 đến 500 000 đồng trên thiết bị tùy theo thiết bị các nhé Tùy theo sản phẩm, nhưng có riêng một mã này em không giảm giá đó là mã cục đẩy IAMA XP7000 này em không giảm giá đâu mà mua đó vì nó sát ngưỡng rồi. Như bác biết để ý kênh thì đối mẫu đẩy này trên thị trường anh em thường bán mức giá dao động từ 7 triệu 2 đến 7 triệu rưỡi một chiếc đúng không ạ? Thì hôm nay bên Hiếu mình sẽ bán cho bác mức giá ưu đãi theo mức cửa và phổ thông trên thị trường là 7 triệu 2 thì em sẽ giảm giá 600 000 đồng còn 6 triệu 600 000 đồng trong 3 ngày liên tiếp cho các bạn là nhu cầu mua những con đẩy này để mẫu đẩy mới tinh được bên đơn vị Hiếu Minh bảo hành 1 năm và một đổi một trong một tháng đầu các nhá. Anh em đi show sự kiện thì đây con đẩy cực kỳ lý và rất hợp lý khi các bác kép bộ dàn. Nói đến giá đẩy bên Hiếu Minh là vô đối, em khẳng định. Nói chung là cái câu đấy không là nhiều bác nghĩ nối những kênh mới gọi là ngông cuồng nhưng đối với kênh em thì biết số lượng đẩy về rồi và em bán cho bác thời điểm này với mức giá có thể nói mức giá buôn luôn trong 3 ngày và rất mong sự ủng hộ của bác vì chính vì sự ủng hộ của khách hàng trên mọi miền tổ quốc trong thời gian qua nó là cái niềm động lực để em nhập hàng cũng như gửi gắm lời cảm ơn còn, có như hết một năm rồi hết một năm sau so đấy thì gọi hết một năm rồi một năm qua các bác luôn đồng hành cùng hiếu minh trong suốt thời gian rất là dài 4 năm hơn 4 năm qua từ ngày em bán order giờ và chính sự ủng hộ của bác đó là cái tinh thần động lực để đơn vị em luôn luôn phấn đấu về cái mức giá cả và cái thứ hai về sản phẩm được đáp ứng cho các bác được tốt nhất các bác nhé các bác cùng ngắm nhìn lại con đẩy mời em sale trong 3 ngày đây người thật việc thật nhá không nhiều khi các bạn nghĩ là em có một hai chiếc gì đó là màu người thật việc thật các bác nhìn là dáng đẩy các bác biết rồi đúng không ạ con đẩy vẹt bẹt 2 u này mã về 80 mươi em quay rồi đây nhà em vẫn cả đống chồng đẩy đây không trước xếp đầy áp đây mời em đã cất đỡ rồi Mình chúng cất đỡ nhé và hôm nay là cũng mới có thời gian để quay, định làm video livestream là trực tiếp nhưng mà mấy hôm nay công việc gia đình suốt thôi các bạn. Nó sử dụng là bốn quạt gió tản nhiệt bác nhá. Thường với dòng đẩy đời mới bây giờ thì nó sẽ là báo cáo bác nó sẽ gồm hai quạt đằng sau chạy trực diện, còn hai quạt đằng trước này cảm biến nhiệt, nghĩa là đủ nóng nó sẽ chạy hỗ trợ các bác nhá. đây bác cùng ngắm nhìn lại các con em đẩy này, một em đẩy cực kỳ chất, em đã dọn flash này các bác nhìn Thực ra mẫu này trên trường anh em đã bán rất nhiều rồi Mà cái điều quan trọng là em tiếp cận đến các khách hàng Là cái mức giá tốt nhất thị trường Đáp ứng cho bác mức giá rẻ nhất Ưu đãi nhất Và hậu mãi tốt nhất Đây. Phiên bản mới nhất là BWF K12 Blue thôi nhé 4 kênh Con này nó chỉ hệ thống đèn dòng ngang Nhìn mặt mũi rất là khỏe khoắn Mặt phay nhôm một trắng phía trước thôi nhé Hàng mới tinh nguyên hộp Đấy em sẽ áp dụng trong 3 ngày liên tiếp xả hàng nên là cái cơ hội cho bác sau 3 ngày em sẽ tăng quay về mức giá ban đầu. Đây là các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên đơn vị Hiếu Minh qua hai số online đây hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh 364 Quang Trung Hà Nội để dinh cho mình những chiếc đẩy chất lượng và giá thành hợp lý. Với rất nhiều các model của các hãng khác nhau DB, AAP, TD đó và DE đó. Bên em đang những cái là các mẫu uh, sản phẩm của những hãng em đều có sẵn để phục vụ các bác anh em có nhu cầu và những sản phẩm nhưng đây là con đẩy BKF hàng loại 1 sản phẩm Trung Quốc đây nhé, loại một quý nhá, phiên bản loại một. thì nói sản phẩm loại một thì bên em cũng rất đa dạng những sản phẩm như 4 kênh uh, BKF này, rồi là sản phẩm uh, Yamaha, những sản phẩm LA đó, những sản phẩm loại một rất nhiều các mã trong phân khúc tầm tiền cho bác ghép một kênh chuyên đẩy công suất và những sản phẩm thiết bị âm thanh vụ các bác được ưu ái và mức giá tốt nhất nhé. Và xin thân này chào tạm biệt tất cả bác một video nhà hình trong buổi tối hôm nay. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên đơn vị em nhé.